Xin chào các bạn, như vậy là mẫu xe điện đầu tiên của Việt Nam VinFast VF E34 đã được ra mắt sau khi được công bố vào tháng 1 và mở bán vào tháng 3 năm nay. Sau hơn 3 tháng mở bán, hãng đã tiếp nhận khoảng 25.000 đơn đặt hàng, cho thấy sự đón nhận của khách hàng đối với ô tô điện đầu tiên của Việt Nam sản xuất. VF E34 là mẫu CUV thuộc phân khúc C, có kích thước tổng thể dài rộng cao lần lượt là 4.300 x 1793 x 1613 mm, trọng lượng không tải đạt 1.490 kg. Nhìn tổng thể, VF E34 sở hữu thiết kế khá bầu bĩnh, tròn trịa, khá tương đồng với đàn anh Lux SA2.0. Xe được trang bị động cơ điện có công suất tối đa 110 kW, mô men xoắn cực đại là 242 nm. Xe sử dụng bộ pin 42 kWh, có thể đi được khoảng 300 km sau mỗi lần sạc đầy. Ở chế độ sạc nhanh, xe có thể di chuyển khoảng 180 km sau khoảng 18 phút sạc. VinFast VF E34 được trang bị các tính năng an toàn tiên tiến như cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo trạch làn, camera 360 độ. Ngoài ra còn có trợ lý ảo điều khiển bằng giọng nói tiếng Việt. Hệ thống trí tuệ nhân tạo có thể ghi nhớ thói quen người dùng để điều chỉnh điều hòa và các tính năng giải trí khác. Mẫu ô tô điện VF E34 được VinFast niêm yết mức giá 690 triệu đồng đã bao gồm VAT. Tuy nhiên, những khách hàng đặt mua sớm sẽ được hãng hỗ trợ 100 triệu đồng, tặng 100% lệ phí trước bạ hay hỗ trợ 30 triệu đồng khi đổi từ xe xăng sang xe điện. VinFast còn tạo sự khác biệt khi triển khai chính sách cho thuê pin, tách giá pin khỏi giá xe. Cụ thể, mỗi tháng khách hàng trả phí thuê bao 1 triệu 450 nghìn đồng để di chuyển 1.400 km và nếu quá sẽ phải trả thêm 998 đồng cho mỗi km. Như vậy, ước tính chi phí dùng xe điện sẽ ngang với xe xăng, trong khi chi phí bảo dưỡng chỉ bằng khoảng 30%. Ngoài ra, VinFast sẽ thay pin miễn phí cho khách hàng khi dung lượng giảm xuống dưới 70%. Xe được áp dụng chính sách bảo hành lên tới 10 năm, mức được xem là dài nhất trong thị trường ô tô hiện nay. Để phục vụ cho nhu cầu sạc pin, VinFast cho biết đang triển khai lắp đặt hơn 40.000 cổng sạc cho ô tô xe máy điện trên toàn quốc để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của khách hàng ngay khi bàn giao xe, dự kiến là từ tháng 11 năm 2021. Còn các bạn nghĩ sao về mẫu VF E34 vừa mới được ra mắt thì hãy để lại bình luận ở phía dưới video nha. Và đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của iCar Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.